Em Phụng xin chào cả nhà nhé. Đây là video bán hàng cho ngày 6 tháng 10. Video hôm nay thì em lên một cái video cũng gọi là ngắn gọn thôi, xúc tích thôi. Có một số cây và ở trong vườn cho các bác sưu tầm. Giá thì gọi là cực kỳ là rẻ luôn trong cái thời điểm hiện tại. Hôm nay thì em cũng không có quay nhiều luôn nhé. Em quay một số cây và mà lâu rồi các bác chưa có sưu tầm á. Quay mặt hoa với video cho mọi người dễ xem. Còn các bác muốn mua hàng xuân hàng gì đó thì coi phiên live hoặc là coi lại các video trước nha. Bởi vì em cũng chèn rất là nhiều ở trong đấy. Bông bẹt quốc dân này thì là một bông cực kỳ là đình đám của vùng Ma Bó rồi. Nó nở thì cũng rất là nhiều năm tháng, nhiều ngày rồi. Và em bán đến bây giờ thì nó cũng mấy năm rồi, dành cho cái mặt hoa này. Một cái khuôn rất là ổn định, cánh bay cân đối nhẹ nhàng, khuôn cánh dày, sáp bóng, lưỡi đậm, căng tràn. Nở ở bất kỳ vùng nào thì nó cũng mang một cái sắc màu phải nói rất là ổn định như thế này. Dù cho khí hậu có biến đổi lạnh nhạt hay là như thế nào đó, tùy theo cái điều kiện mình trồng mà bông hoa này nó sẽ mang cái sắc tố đậm nhạt. Tuy nhiên nó đã mang cái tên quốc dân thì nó sẽ đảm bảo cho mọi người cái độ bệt nó rất là đẹp như thế này nhá. Bông này quay ngoài nắng mà bung kích nữa. Mọi người có thấy nó là bung kích không? Có cái dấu kích, kích để chơi hoa Tết đó, nhưng mà nó lại nở trước, cho nên là cây nó cũng rất là sai hoa và đạt về cái độ bông. Bông này mà nở bình thường là khuôn nó to lắm á, to cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng mà bông kích nè, nó lên cũng rất là nhiều nụ luôn. Cơ bản là khi mà người ta trồng mà cái thân mà nó đã đứng ngọn như này thì mình kích rất là vô tư nha. Đó, mua về 4 thân ghép thành 4 cái trụ như này, sau rồi nó lên em thấy cũng đẹp quá trời. Vừa kết hoa vừa để mông gốc lên nè, mà trong khi hoa rất là sai. Tới cái lúc mà nó nở thì chắc bông này rực rỡ lắm ha. Bởi vì nó mới nở có một bông mà thấy gọi là sáng rực cả một góc trời trên một cái nền cỏ xanh mướt mát. Mọi người có thể cảm nhận được cái độ tương phản, độ đẹp của bông hoa nếu mình quay ngoài nắng và mình để trong một cái bối cảnh gọi là nó thích hợp á. Chơi bệt thì được cái là nhìn cái màu sắc của nó vô cùng rực rỡ luôn. Những cái bệt mũi màu thì bình thường nó sẽ đậm, độ đậm nó ổn định hơn bệt mũi trắng. Còn chơi bệt mũi trắng thì được cái là cái tâm bông á, tức là cái mũi á, nó sẽ nổi bật trên cái nền đỏ, làm điểm nhấn cho bông hoa vô cùng là sắc sảo. Còn chơi bệt mũi màu thì mình cảm nhận được cái độ căng tràn, độ rực rỡ, cái sức sống rất là mãnh liệt của một bông hoa. Em không biết các bác trồng lan như thế nào, chứ đối với em cây lan là một cây nói chung là có sức sống rất là mãnh liệt. Dù chỉ là một cái đoạn thân già nhỏ tí thì nó cũng phải mọc lên một cái kỳ xanh tươi mơn mởn. Hoặc là một cái đoạn thân già nó teo tót thì nó vẫn cố nó mọc lên những cái rễ hoặc là một hai cái lá từ những cái khúc thân già đó, đúng không? Cho nên là mình chơi hoa thì mình cứ kiên nhẫn nha, đừng có nản lòng sớm. Đi vào chi tiết lô bẹt quốc dân của ngày hôm nay nha mọi người. Nhìn gần mọi người thấy nó đẹp không? Nó ánh lên màu kim tuyến ha. À, bông hoa gần nó ánh lên màu kim tuyến trong cái sắc đỏ rất là nổi bật luôn mọi người. Bẹt quốc dân em có 5 chậu nha, đẹp lắm luôn. Chậu số 1 này 250. Cây này ba đầu nha, nó cũng to lắm rồi, dài được 20 cm đó mọi người. Chậu số 2 này cũng vậy luôn nha, 250.000 này. Và số 3 này 250 luôn. Cây số 3 này nó mập lắm nè. 3 250 này. Rồi số 4 là 200.000 nha. Cây số 4 nó nhỏ rồi nha, 200.000 này. À, chậu số 4 nè, 4200. Và cây số 5 này. À, cây số 5 này. Cây chậu gỗ mà to này, cực kỳ là nhiều thân luôn. 400.000 nhá. Cây này nó cả lùm luôn á, nó 400.000. Đó là cây to không nhá. Cây rất là to mà khỏe. Đó, à, đây là 5 chậu bẹt quốc dân của ngày hôm nay nha mọi người. Hoa thì mọi người ngắm rồi đó, cây rất là đẹp đúng không? Gần đẹp lắm luôn nè anh em. Trời ơi. Chậu có 200.000 nha, số 1 này 200 này, cây rất là mọc khỏe luôn. Chậu số 2 này cũng 200.000 này. Số 3 này, ba này cây này to nè. Đó, cây này nó vẫn còn để ngọn mà thân lá nó đẹp luôn. 3200. Số 4 này, 4 nè, 4200 luôn đi. 4200. Và số 5 là cây hai đầu này nha. Cây này 300.000 nha. Đó, cây số 5 hai đầu 300.000. Đó, chả gừng nha. Cây to mà mọc khỏe đẹp lắm. Trắng nè. Chậu nhà nhỏ không nè, 100.000 nha. Này gì lên trắng nha mọi người. Đó, 100.000. Cây hai đầu này cũng 100.000 luôn. Cây này là cây trắng tuyền nha, rừng nha. Gì lên trắng đó nè. À, các bác nhìn cái khúc ưng kỳ rồi là biết rồi. Rồi, dành cho cái đơn di linh trắng nha. 100.000 một cây. Đây nha mọi người, di linh trắng. Bên này em có Nha Trang nha. Cây rất là mọc đẹp như này. 150 một cây Nha Trang nha mọi người. 150.000 này. À, Nha Trang 150. Cây ok lắm luôn. Cây rất là khỏe. À, đây là Nha Trang nha. Nha Trang 150.000. À, cây nó dài tầm 15-20 cm nha. Vì nó đứng ngọn rồi. Mùa này nó đứng ngọn hết rồi. Cây rất là ổn.
Này có hồng minh châu nè mọi người, chậu số 1 nè, 100 nghìn nhá. Cây rất là to, mọc đẹp như đây. Minh châu 1, 100. Rồi chậu số 2 nè. À, số 2 nè. Tương tự 100 nghìn luôn. Cây này dài mà nó có thêm đầu nữa nha. 2, 100. Em bán đều 100 hết nha. Số 3 cũng như vậy luôn. Đây là chậu số 3 nha. Đây, này số 3 nè. Đó, đó số 3. Rồi số 4 thôi. Số 4 thì cây này về cố định lại là được. Bởi vì nó cũng dai lắm luôn. Dài 60 sang mà dưới nó còn cái gốc này nữa nè. Đó, số 4 nè. Và cây số 5. Đó, 5 cây. Cây nào cũng 100 nghìn hết nha. Cây nào cũng 100 nghìn hết. 5 cây hồng minh châu nha. Đó, hồng minh châu. Đây có cây duyên nợ băng mê nè mọi người. Đây, duyên nợ nha. Duyên nợ số 1, 350 nè. Cây hai đầu như thế này nha. Đó, duyên nợ 1, 350 nghìn nè. Rồi, tương tự chậu số 2, cái kỳ này coi như bỏ nha. Kỳ này lá nó coi như là hư ngọn rồi chứ không có gì. Đây là cái kỳ thôi. Còn dưới này nó có hai gốc cũng lớn nè. Chậu số 2 cũng vậy, ba đầu luôn nè. Chậu số 2 này. À, số 2 là 350 luôn nha. Đấy, cây số 2 nha. Cây rất là đẹp. Số 2, 350 nghìn. Hai cây dương nợ băng mê. Lần em có 4 chậu này. Cây nào cây nấy rất là đẹp như đây. À, số 1 này, 250 nha. Trời ơi, thân lá lên đẹp quá trời luôn. À, số 1 lá xếp mà bó chị Thiên mà thân xanh mà có sọc trắng rất là đẹp. Số 1, 250 này. Chậu số 2, 300 nghìn này. Cây này nó có lùm như này. Nó ươm tới 3 kỳ lên nha. Ui, lá đẹp ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đấy, chậu số 2, 300. Số 3 này. 3 này cũng vậy luôn. 3 này 300 nha. 3, 300. Và số 4 này. 4 cũng 300 nghìn nha. 4 cũng 300 nghìn luôn. Đây là cây Ngọc Kỳ Lân. Có 4 chậu nha. Đó, bẹp mũi trắng cũng rất là ok luôn. Đây, em có mấy cây gấu rất đẹp nha mọi người. Chậu số 1 này. Đang lên ngọn này. 400 nghìn nha. Gấu 1, 400 này. Tương tự cây số 2 cũng vậy này. 2 cũng 400 nghìn này. Rồi số 3 này. 3, 400 này. Đó, số 3, 400 nghìn. Số 4 này, 4500. Cây này dài lắm nha, đứng ngọn rồi. Dài phải tới 60 sen, giá gọi là siêu rẻ luôn. Đó, số 4 500 nghìn. Và cây số 5 này, 5 cũng vậy luôn. 500 nha. To vật vã như này luôn. Đó, dành cho cây gấu trúc nha mọi người. Đó, gấu trúc. Cây rất là ok luôn. Cái này có Bảo Minh nha mọi người. Bảo Minh số 1 này, 100 nghìn này. Cái này coi như là nó đứng ngọn rồi nha. 1, 100 này. Số 2 150 nè. Đấy, số 2 150. Cây số 3 nè. Cây đang mọc như thế này nè. Đấy, chỗ số 3 nè. 3 này 200 nghìn nha. Ủa, cái cây này 4, 500 nghìn của em á. Đấy, số 3 nè. 3 này 200 nè. Rồi số 4 nè. 4 cũng 200 nè. Mấy cây này nó chưa có lên một gốc nha mọi người. Đó, số 4 nhưng mà nó đứng ngọn, nó sắp có hoa cũng rất là ok. Đó, số 4 200 nghìn. Rồi cây số 5 nè. Cây số 5 là đẹp lắm luôn nè. Đó, số 5 nè. 5 này 400 nha. Đó, số 5 này, số 5 400 nghìn. Và cây số 6 nè. 6 cũng 400 luôn nha. Ôi mấy cây này to lắm. To mà mọc khỏe đẹp quá trời. Đó, 6 cây Bảo Minh nha mọi người. Đấy, Bảo Minh. Cây hồng hạc nè mọi người, 100 nghìn chậu nha. 5 cánh trắng hồng hạc á, nó đẹp hơn cây Nha Trang này nha. Đây hồng hạc như này cái 100 nghìn này. Mọi người có thể lấy cây hai đầu hoặc một đầu cũng đều là 100 nha. Còn mấy cây hai đầu đó, hồng hạc nha. Hồng hạc 100 nghìn. Cây cũng em thấy cũng khỏe, quá trời khỏe luôn. Đó, dành cho đơn hồng hạc nha. À, cuối cùng em bán HO nha. Chậu như này cứ 100 nghìn ba chậu nha mọi người. Cây nó dài tầm 60 sen nha. Cây rất là khỏe đẹp như này. Đó, đồng em sáng HO nha. 100 nghìn chậu. Cây quen 100 nghìn ba chậu. Cây rất là ok như này. Cái này tiền cước nó chắc 50 nghìn. Vì một thùng đóng ba cây này thì nó hơi bị cồng kềnh lắm luôn. Đấy nha. Rồi video hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở các video khác nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.